vừa là diễn viên, vừa là chủ của tiệm cắt tóc Pharaoh thì có thật sự biết cắt tóc. Và xin chào mọi người, ngày hôm nay mình sẽ dùng video này để chia sẻ với các bạn. Đến bây giờ thì ra đường thì nhiều người vẫn nhận ra mình với một cái vai trò là diễn viên, nhưng thực chất thì công việc chiếm phần lớn thời gian của Hiền thì nó sẽ xoay quanh cái tên Pharaoh. Là một người chủ thì Hiền sẽ lo cho cái công việc là công tác quản trị và cũng giống như là xây dựng đội ngũ của mình. Nhưng bên cạnh đó thì đôi lúc Hiền cũng vẫn đứng ghế, chủ yếu là cắt tóc cho những người bạn, những người anh em, và đôi lúc cũng cắt tóc cho những người khách rất là đặc biệt. Mình thích mọi người gọi mình là một chuyên viên tư vấn thay đổi kiểu tóc hơn là một thợ cắt tóc. Thực tế ra thì rất là nhiều người tìm đến mình để cho mình tư vấn, và cũng giống như là mình cắt cho họ một cái kiểu tóc mới, và họ dùng chính cái kiểu tóc mới đó bằng hình ảnh. Họ có thể đi cắt ở bất kỳ đâu với cái hình ảnh mà mình đã thiết kế ra cho họ. Giống như là cặp đôi này các bạn, đây là một cặp đôi sắp cưới và cô dâu rất là muốn mình thay đổi mái tóc này cho chú rể của mình, làm sao cho nó cool hơn, nó ngầu hơn, nó hợp thời hơn. Sau một hồi ngồi tư vấn cũng giống như là tìm hiểu thói quen sinh hoạt, tính chất công việc thì cuối cùng mình cũng tư vấn thành công và bắt đầu thực hiện kiểu tóc mà mình đã tư vấn. Sau một hồi cắt đúng như là dự đoán của mình, cô dâu và chú rể đã rất là hài lòng, và mình có tư vấn cô dâu và chú rể cái cách để mà vuốt sau khi mà mình cắt xong thì có thể sử dụng cái hình ảnh này, có thể đi bất kỳ tiệm nào hay bất kỳ thợ nào cũng có thể họ nhìn, họ có thể thực hiện lại. Và đó là một cái công việc mà mình đang rất là yêu thích và mình hướng tới. Hy vọng là các bạn sẽ vui và hiểu hơn về công việc của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.